Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức trong bản tin sáng ngày hôm nay 24 tháng 10 với những nội dung chính sau đây. Huấn luyện viên của Uzbekistan ấn tượng với U17 Việt Nam. Báo Trung Quốc dọa tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Seok-sik bất ngờ có vũ khí lợi hại. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, ngày hôm qua, U17 Việt Nam đã có trận giao quân tại vòng loại U17 châu Á 2025. Dù được chơi tại sân nhà và liên tục dồn ép U17 Kyrgyzstan, nhưng các cầu thủ của chúng ta không thể tận dụng những gội của mình để ghi bàn. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Roland có một điểm với trận hòa không bàn thắng. Sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil đã có phần tiếc nuối, nhưng ông cũng cho rằng đây là bài học cho các học trò của mình. Đương nhiên, điều tiếc nuối nhất sau trận đấu là không thể ghi được bàn thắng. Các học trò của tôi ngày hôm nay đã cố gắng chơi với nhịp độ nhanh và kiểm soát trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng tiếc là không thể ghi được bàn thắng. Các học trò của tôi vẫn là những cầu thủ trẻ, họ chưa tận dụng tốt cơ hội ghi bàn, nhưng sẽ coi đây là bài học để phát triển hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng của Việt Nam muốn bảo vệ các học trò của mình, không đánh giá về bất kỳ ai và cho rằng tất cả đều chơi tốt. Thời điểm này tôi muốn tập trung vào từng trận đấu và không đánh giá ai chơi tốt, ai chơi không tốt. Chúng tôi là một tập thể và các học trò của tôi đều là những người xuất sắc. Trong khi đó, đội trưởng U17 Việt Nam là trung vệ Việt Anh chia sẻ sau trận rằng toàn đội đã thể hiện quyết tâm rất lớn nhưng không gặp may, không hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu. Sau đây thì chúng tôi sẽ xem lại trận đấu và rút ra kinh nghiệm, cố gắng cải thiện những điểm chưa được và làm tốt hơn nữa những gì đã thể hiện. Về phần mình, huấn luyện viên Igor Nikitin của U17 Kyrgyzstan đã dành lời khen ngợi cho đội chủ nhà và hài lòng với một điểm kiếm được. Chúng tôi hiểu rất rõ về U17 Việt Nam vì đã nghiên cứu kỹ băng hình về họ. Đây là đội bóng rất khó chơi khi sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn. Do đó mà chúng tôi cố gắng không cho Việt Nam có khoảng trống để chơi bóng. Và các cầu thủ đã làm rất tốt điều này. Chúng tôi hài lòng với một điểm kiếm được ngày hôm nay. Toàn đội đã đến Việt Nam từ sớm để làm quen với khí hậu. Tôi rất vui vì các học trò của tôi đã chơi tốt. Chia sẻ về những cơ hội bị học trò bỏ lỡ, ông Igor Nikitin tỏ ra không tiếc nuối và cho rằng kết quả hòa với hai đội là hợp lý. Tôi biết Việt Nam có các cầu thủ rất nhanh, các cầu thủ ở biên có tốc độ tốt. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là không để thủng lưới, tuy nhiên thì tôi cũng hơi tiếc khi đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã bỏ lỡ các cơ hội phản công để có thể ghi bàn, và Việt Nam cũng vậy, một điểm ở trận này là hợp lý. Ở trận đấu tới, U17 Kyrgyzstan sẽ gặp Yemen, đội tạm dẫn đầu khi thắng 6-1 trước Myanmar, trong khi đó Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên ở trận gặp Myanmar. Truyền thông Trung Quốc đánh giá thấp tuyển nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, kể từ ngày 23 tháng 10, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc. Ở trận giao quân ngày hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Uzbekistan với tỷ số 2-0 và chúng ta sẽ gặp nữ Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10. Ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn đến hai đội bóng và nhận lời tham dự giải đấu, đồng thời hy vọng là các đội sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Dù vậy, truyền thông của Trung Quốc lại không đánh giá quá cao hai đội tuyển khách mời. Cụ thể là trong bài viết mới nhất, tờ Sohu của nước này cho rằng đội tuyển Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công trước vô địch. Sự kiện này chỉ có 3 đội tham dự, ngoài đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc còn có đội tuyển bóng đá nữ Uzbekistan và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hai đối thủ đều không quá mạnh. Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đang mong chờ lần thứ 6 lên ngôi vô địch. Đánh giá về tuyển nữ Việt Nam, tờ Sohu cho rằng tuyển bóng đá nữ Việt Nam không phải là đội lần đầu tiên tham dự giải đấu này. Họ được mời 2 lần trước vào năm 2016 và 2018, nhưng kết quả của họ không thực sự khả quan. Họ từng thua 0-8 và 0-4 trước chúng ta ở những năm đó. Có thể nói rằng là đội tuyển bóng đá nữ đang xếp hạng 37 thế giới và thứ 6 châu Á chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho chúng ta trong 10 lần đối đầu gần đây với đội tuyển nữ Trung Quốc.
kể từ năm 2006 và thua cả 10 trận. Đội tuyển nữ Trung Quốc hiện là một trong những đội mạnh của khu vực châu Á. Trên bảng xếp hạng, họ đang đứng ở vị trí thứ 18, còn tuyển nữ Việt Nam là ở vị trí 37, trong khi tuyển nữ Uzbekistan nằm ở thứ 48. Ở giải này, ông Mai Đức Chung cho biết tuyển Việt Nam sẽ thực hiện quá trình trẻ hóa, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Dù phải đối đầu với những đối thủ không mấy dễ chơi, nhưng đoàn quân áo đỏ nỗ lực hướng đến mục tiêu cao nhất. Các bạn thân mến, những bước chạy đầy nhiệt huyết của Vĩ Hào không chỉ mang đến làn gió mới trên hàng công của đội tuyển, mà nó còn có thể đem lại nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt, điển hình ở khả năng kiếm phạt đền. Nếu tính cả trận đấu tập với Nam Định, Vĩ Hào đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sơ Xích với 3 pha lập công, ngang với Nguyễn Tiến Linh. Ngoài ra thì anh còn có một lần mang về phạt đền ở trận gặp Ấn Độ. Chỉ tiếc là Ngọc Hải thực hiện không thành công. Đó không phải lần duy nhất mà Vĩ Hào mang về phạt đền ở mùa giải này. Sau 4 vòng đấu tại V-League 2024-2025, tiền đạo trẻ sinh năm 2003 đã có 2 lần bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp cho Bình Dương có 2 quả phạt đền. Không phải ngẫu nhiên mà Vĩ Hào mang về nhiều phạt đền đến vậy. Ở trận gặp tuyển Ấn Độ, anh cho thấy khả năng chạy chỗ và che chắn bóng khôn ngoan. Còn trong màu áo câu lạc bộ Bình Dương, tốc độ, sự nhạy bén của tiền đạo này khiến hậu vệ đối phương mắc sai lầm. Đây đều là những điểm mạnh nhất trong lối chơi của Vĩ Hào và anh ngày càng biết cách phát huy chúng nên hiệu quả mang lại là dần lớn hơn. Theo trang SofaScore.điểm, trong 3 trận gần đây nhất tại V-League, Vĩ Hào được chấm trên 7 điểm. Cũng nhờ vào sự trưởng thành của mình nói riêng và các tiền đạo của Bình Dương nói chung, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mạnh dạn không sử dụng tiền đạo ngoại. Thay vào đó, chiến lược gia này đã dùng 2 suất ngoại binh còn lại, không tính trung vệ Gian Clesio, cho hàng tiền vệ để làm bệ phóng, giúp cho dàn tiền đạo nội thăng hoa. Với những gì đã thể hiện, kịch bản Vĩ Hào được đá chính ở AFF Cup có thể sẽ xảy ra. Và nếu điều này đến, chân sút của Bình Dương hoàn toàn đủ sức mang lại nhiều phương án chiến thuật cho huấn luyện viên Kim Sơ Xích. Nếu tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3, Vĩ Hào đủ sức trở thành một mối nguy hiểm bên hành lang phải. Trong khoảng thời gian gần đây, anh luôn biết cách làm khổ các hậu vệ biên trái tại V-League bằng những tình huống đi bóng khôn ngoan, có các nhịp dừng rồi bất ngờ tăng tốc. Sự tự tin của Vĩ Hào gần đây cũng được đẩy lên cao. Ở trận gặp đội tuyển Nga, sau đường chuyền chéo sân của Ngọc Hải sang bên cánh phải, tiền đạo trẻ này đã khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú sút quyết đoán. Dù pha bóng này là không dẫn đến bàn thắng, nhưng cũng cho thấy một lý do khiến cho huấn luyện viên Kim Sơ Xích đặt niềm tin vào Vĩ Hào. Ngoài ra, khi cần, Vĩ Hào cũng có thể chơi ở tại vị trí tiền đạo cánh. Nếu tuyển Việt Nam chuyển sang sơ đồ 3-5-2, Vĩ Hào có thể trở thành người đá cặp hoàn hảo với Tiến Linh. Họ đã chơi cùng nhau 4 mùa giải ở Bình Dương và ngày càng ăn ý. Trong 2 mùa giải gần đây, Tiến Linh dần cải thiện khả năng chuyền bóng với vai trò là một tiền đạo lùi. Vĩ Hào được trao rất nhiều cơ hội. Ở những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, Vĩ Hào sẽ băng lên rất tốc độ để các pha chọc khe của người đàn anh. Những tình huống ở các phút 45+1, 5+7 trong cuộc đấu giữa Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ điển hình. Chỉ tiếc là Vĩ Hào chưa thực sự sắc bén trong các pha dứt điểm của mình. Trong bối cảnh mà Văn Toàn vừa dính chấn thương và chỉ có thể quay trở lại trước thềm AFF Cup, việc Vĩ Hào đang ngày càng một chơi hay hơn là một tín hiệu tích cực. Có lẽ huấn luyện viên Kim Sơ Xích đang tính đến việc xây dựng tiền đạo trẻ này thành một mắt xích quan trọng của đội tuyển quốc gia ở thời gian sắp tới. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đang đối mặt với áp lực phải thành công cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup, nhưng có thể chiến lược gia Hàn Quốc sẽ phải tính khác. Kết thúc trận giao hữu với Ấn Độ, ông Kim Sang Sik và VFF cùng ngồi lại với nhau để thống nhất về kế hoạch, mục tiêu trong thời gian tới, hòng giúp Việt Nam tìm lại mạch chiến thắng sau quãng thời gian thi đấu bế bát. Mục tiêu gần mà chiến lược gia người Hàn Quốc phải hoàn thành là đưa tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên thì với những gì đang diễn ra trong suốt thời gian qua, từ nguồn cầu thủ, động lực cho đến tinh thần của đội tuyển, rõ ràng là mục tiêu nói trên không đơn giản với ông Kim Sơ Xích. Càng khó khăn hơn khi đến lúc này bản thân thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng chưa để con tàu đội tuyển của mình đi đúng hướng một cách nhanh nhất, trong khi AFF Cup thì đang rất cận kề rồi. Nói một cách đơn giản, tuyển Việt Nam vẫn đang ngổn ngang với hàng loạt vấn đề buộc ông Kim Sơ Xích phải giải quyết trong thời gian tới.
Ở lần tập trung gần nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra bất ngờ không nhỏ khi gọi tập trung số lượng lớn các cầu thủ trẻ nằm trong độ tuổi U23 đang có phong độ cao sau vài vòng đấu đầu tiên ở V-League. Dù chưa thể khẳng định là tiến hành cải tổ nhân sự ở đội tuyển hay là chưa, nhưng ít nhất việc ông Kim Sang-sik chọn cầu thủ trẻ bên cạnh các cựu binh cho thấy một điều rằng thuyền trưởng người Hàn Quốc đang muốn xây dựng đội bóng theo cách của mình với toan tính cho tương lai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đương nhiên là vẫn cần phải tập trung cho mục tiêu AFF Cup, nhưng sự ưu tiên cao nhất có thể nằm ở vòng loại cũng như vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn là giải khu vực. Nghe thì hơi xa, nhưng thực tế là vòng loại giải đấu cao nhất châu lục sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm 2025, nên chuẩn bị lực lượng ngay từ lúc này là điều rất quan trọng. Như đã phân tích và cũng nhìn từ các đối thủ trong khu vực thì khả năng hoàn thành mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2024 của ông Kim Sang-sik thẳng thắn mà đánh giá là không mấy khả quan, nên thuyền trưởng tuyển Việt Nam có thể là quay xe là điều cũng khá bình thường. Càng có cơ sở để khẳng định khi vào lúc này huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ VFF, nên giả sử thất bại về mục tiêu và thành tích ở AFF Cup thì chiếc ghế của ông thầy Hàn Quốc vẫn đảm bảo, thì chuyện tính xa cho vòng loại Asian Cup 2027 là điều đương nhiên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.